cảnh sát kịp thời giải cứu thai phụ bị tâm thần mắc COVID-19 trèo lên tháp nước cao 25m. Chiều tối qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk kịp thời giải cứu thành công một thai phụ mắc COVID-19 trèo lên đỉnh tháp nước cao 25m ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk. Khoảng 16 giờ 40 phút, nhận được tin báo, các chiến sĩ đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ số 1 đã đến hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ. Sau khi biết được bệnh nhân 25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, đang mang thai tuần thứ 5, mắc COVID-19 và bị bệnh tâm thần, các chiến sĩ đã trang bị đồ bảo hộ để phòng lây nhiễm COVID-19 và tiến hành trèo lên tháp nước. Tuy nhiên, thời điểm này, nữ bệnh nhân bị rơi khỏi tháp nước và bám vào một dây cáp cạnh tháp nước. Lúc này, 4 chiến sĩ đã lập tức trèo lên tháp nước. Do bề mặt tháp trơn trượt và rất dốc nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, bệnh nhân liên tục phản ứng, chửi bới, giãy giụa, phun nước bọt vào các chiến sĩ đang tiếp cận. Nữ bệnh nhân còn xé áo bảo hộ, đòi cắn vào người chiến sĩ trong quá trình giải cứu. Do lo sợ nữ bệnh nhân có thể bị rơi xuống nguy hiểm đến tính mạng nên các chiến sĩ đã liên tục động viên. Sau 15 phút, thai phụ đã được giải cứu, đưa xuống mặt đất an toàn và được bàn giao cho bệnh viện chăm sóc theo dõi. Hiện các bác sĩ tham gia cứu hộ đang tạm thời cách ly tại đơn vị, hạn chế tiếp xúc với người khác để sau 3 ngày sẽ tiến hành test COVID-19 kiểm tra.